Alisha Manijonas, 24 tuổi, vận động viên bóng chuyền người Nga, mới đây đã trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng mạng thế giới nhờ sở hữu gương mặt đẹp như búp bê Barbie, vóc dáng chuẩn như siêu mẫu. Mái tóc vàng óng của Alisha khiến không ít người nhầm tưởng cô đến từ Mỹ, nhưng thực sự cô sinh ra tại thành phố Vladivostok, miền Nam nước Nga. Người đẹp sinh năm 1995 là sinh viên khoa quan hệ công chúng trường Đại học Liên bang Kansas. Cô hiện là sinh viên nổi bật trong đội tuyển bóng chuyền của trường, sở hữu gương mặt xinh xắn, thân hình nóng bỏng, ba vòng đạt chuẩn, nữ sinh được ví như búp bê Barbie ngoài đời thực. Nhan sắc của Alisha được cho là không thua kém với Sabina Ostapikova, nữ thần bóng chuyền người Kansas Stars. Hồi đầu tháng 5, một hình ảnh của Husker bóng chuyền sau khi xuất hiện trên Facebook chỉ với 24 giờ đã thu hút 4.000 lượt thích. Không chỉ gây chú ý trên mạng xã hội, nữ sinh ngành quan hệ công chúng còn nổi tiếng khắp nước Nga sau khi tham dự và giành thứ hạng cao ở một số cuộc thi sắc đẹp. Husker còn được nhiều người ngưỡng mộ vì khả năng chơi nhiều môn thể thao. Ngoài bóng chuyền, Alisha còn yêu thích bơi lội, nhảy hiện đại và đi bộ đường dài. Mặc dù bận rộn với lịch thi đấu và các cuộc thi sắc đẹp, Alisha vẫn không bỏ dở việc học tại trường. Hoa hậu Chinis cho rằng, vẻ đẹp thực sự của một người phụ nữ nằm ở sự quyến rũ không chỉ ở ngoại hình mà còn ở cả tâm hồn.